Phim Trà Táo Đỏ phần 2, tập 67 Võ Hiếu dấn thân vào hang hùng vì nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vừa từ cõi chết quay về, Võ Hiếu lại dấn thân vào hang hùng vì nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đó cũng là lúc Lão Kha không còn cơ hội để biện minh cho sự tắc trách của bản thân. Trong cuộc họp kín của ban chuyên án, Hiếu tình nguyện sẽ giúp phía công an tìm ra tên đầu sỏ, bất chấp tình yêu anh dành cho Chiêu Dương vẫn vẹn nguyên. Tuy nhiên, ngoài tình yêu ấy, anh vẫn còn tình yêu khác lớn hơn, đó là tình yêu dành cho đất nước, cho quê hương. Đặc biệt, anh không thể trơ mắt khi các bạn trẻ ngày ngày bị thiêu chết bởi thứ chất trắng giết người thầm lặng. Để lấy lại những gì từng sở hữu trong quá khứ, Chiêu Dương đã dùng vũ lực ép Lâm Phong ký tên sang nhượng toàn bộ cổ phần của chuỗi khách sạn Romantic mà anh đang nắm giữ. Cô mạnh miệng tuyên bố Lâm Phong chính thức rút khỏi công ty. Để tạo lòng tin cho cổ đông, cô buộc anh gián tiếp xuất hiện nhằm xác tính thông tin cô vừa khẳng định. Tài sản mất trắng, bản thân lại trở thành con nghiện và bị khống chế, giám đốc Romantic chỉ biết tự oán trách đã đi một nước cờ sai dẫn đến kết cục thê thảm về phía võ hiếu sau khi nhận nhiệm vụ đặc biệt anh cải trang và tìm đến biệt thự lâm phong để tiếp cận chiêu dương trong bộ dạng một kẻ ăn xin đói khác tàn tạ anh đã khiến trái tim người vợ cũ phải rung lên vì xúc động võ hiếu kể chiêu dương nghe anh đã vì an nguy của cô mà sập bẫy duy kha khổ nhục kế này khiến cô cảm thấy có lỗi và hoàn toàn tin tưởng anh tuy nhiên chiêu dương vì con đường đã chọn nên một mực từ chối mối quan hệ cũ với anh với những gì đã và đang làm liệu võ hiếu có thể sung sẽ chiếm trọn lòng tin của người vợ vốn sắc sảo và lạnh lùng những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trà Táo Đỏ phần 2 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Và trên đây là những thông tin những tập tiếp theo của bộ phim mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn trong video bình phim hôm nay trên kênh Nguyên Vọng, me Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Hãy để lại những comment like để mọi người cùng tham khảo. Hãy nhấn chuông đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi có video tải lên rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video tóm tắt phim mới tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại